khám phá, đi tham quan các nhà vườn tại tỉnh Nam Định. Thì tôi đang đi cùng anh em hôm nay. Cái thứ nhất là chia sẻ hình ảnh các cái nhà vườn, những các cái vôi, những tác phẩm trong nhân gian bị anh em ta có thể lựa. Khác là chúng tôi đi tìm nguyên liệu, những cái thứ phù hợp với thương mại. Bây giờ thì xin mời quý vị ra cùng chiêm ngưỡng cái công viên này nhé. Đây là vùng Hải Lý á. Đây là đâu? Hả? Đây là đâu anh? Định Long. Định Long Hải Hậu. À, Thịnh Long Hải Hậu Nam Định. Vườn nhà anh. Quốc Hương Phạm. Quốc Hương Phạm. Ok. Đi xem thôi. Ừ, hay quá này nhỉ. Cối đá. Đấy. Ủa. Cây mini này. Cây kia. Đâu? Bên kia. Bên kia, kia hả? À. Rồi, biết rồi. Đây là cái bể nước cổ ấy. Cái không gian đồng chí này trang trí trông hay phết ấy. Chỗ này thì rất là nhiều những cái cây mini. Ồ, cây đẹp quá này. Ồ, có một cái cây xanh ba vai mini này, nhũn chưa? Quá quý luôn. Này nó hợp với tôi lắm này, nhưng mà có điều là tôi sở hữu một cây ba vai rồi, không muốn sở hữu thêm. Đây thì rất là đẹp, cao chỉ khoảng 19-20 phân thôi đấy, đẹp quá. Wow. Cây đẹp quá. Cây xì quý quá nhỉ. Xì này Hưng lấy của anh Mạnh Nhà Cổ. À đấy à. Ủa, lấy của anh Mạnh Nhà Cổ ra đấy rồi nhỉ. Đẹp thật đấy. Cây này hát đấy. Này cao hơn mét. Quý quá. Cây rất là nhiều thân. Ừ, đây cái xì này cũng đẹp. Thân rất mềm, nghệ thuật cực luôn. Lại còn rất già nữa chứ. Cao khoảng 60 phân này quý vị. Thời gian này đi tham quan các vườn thì thường là ghi hình rất là vội. Rất mong quý vị anh em xem là thông cảm nha. Nó không có thời gian như là chúng tôi đi làm cây hoặc là chúng tôi đi review một mình thì nó khác. Ở đây thì đi theo một đoàn anh em 5-6 người đi xem khá là vội vàng. Cái nếp nhà rất đáng yêu, rất duyên dáng với những cái tác phẩm cây xanh, cây nguyệt quế trước cửa rất là ấn tượng. Đấy, một cái phôi xanh mẽ này, cây khá là hoàn thiện, tương đối là to. Bye.
hôi xì lùn nhũn, cao trên 30 phân. Nhũn chưa? Thế là cá sấu cả. Ừ. Anh em hàng thì con cá sấu. Ừ. Con này mà nói là không phải tầm 40 cân. Dưới này khu này có nhiều cây đẹp không? Khuôn viên rất là đẹp. Ừ. Ồ. Khuôn viên đẹp nhỉ. Quay đấy bảo trước nay anh em đang định bảo là con cá sấu này chứ anh. Ừ. Đây là con cá sấu này á. Cá sấu nướng. Bạn này bạn ấy làm trang trí rất là hay nhá. Wow, quá lý tưởng. Đẹp quá. Toàn mẫu đơn. Bên là đơn vàng. Bên này lớt phớt một vài cây đơn đỏ. Xen kẹt, xen kẽ là một vài cây lọng. Tuyệt vời. Phi lao. Khuôn viên quá đẹp, xanh mướt, toàn là đơn lớn. Đây có một cái hoa giấy rất điệu. Rất tuyệt vời. Đẹp quá. Chỉ có vùng biển nơi những cây phi nào phát huy hết tác dụng. Nhìn trông yêu quá. Cao 30 phân. À, khu vực này thì nhiều cây hơn. Cho mắt quý vị là một cây xanh dáng siêu. Được tạo tác khá là điệu đà. Đẹp quá. Quốc Anh ơi, nhờ tí. Wow. Ra bình luận tôi nghe cây này cái. Ơi. Cây này được không? Cây này quá được rồi. Cây này gốc ở Đông Anh đấy. Cũng gốc ở Đông Anh à? Cây này gốc Đông Anh đấy. Ủa. Wow. Cái là của Tám bán cho anh Quang. Tám nào? Tám đây này. Tám gà trọi á? Ừ. Ai dạ? Bán cho anh Quang. Anh Quang lâu rồi. Anh Quang lại bán cho Hương Quang Hồng. Ừ. Hương Quang Hồng lại bán cho anh Cảnh Hà Đông. Ui rồi đi vòng rồi. Anh Cảnh Hà Đông bán cho Quốc Hưng Phạm và em Đại.
À đây gì? Nhưng mà đây là một trong những cây xanh rất già và nhuyễn. Nhiều cây già thì cái độ nhu nhuyễn này không được. Giờ độ tinh nhỉ? Tinh, bạn tinh đấy, tinh. Ừ, tôi phải gọi bạn tinh như gọi là già như con yêu tinh rồi. Bởi vì cây này nó quá già. Con ma nó chả biết. Ừ. Thế còn cái cây này sao? Cái này giống hổ phụ tinh hổ tử của bác Hưng nhà mình phết ấy. Bác Hưng nhà tôi có cây. Nhưng bác Hưng nhà tôi là có cái quả ục ở đây nó như này. Như này giờ còn bao tiền không biết. Thì ví dụ con kia 1 tỷ thì con này giờ nó 1 phần của 1 tỷ. Bạn có mua không? Hay bạn có lên ý tưởng gì con này? Hay, ý tưởng này hay lắm. Hay đúng không? Ừ, cây này hay lắm. Rồng thăng thiên hay là thánh gióng về rồi. Ừ. Nhà tôi là thích món này rồi đấy nhá. À. Phiêu phiêu tí khoái. Đúng rồi. Em thích những cây nó có cái gì đấy nữa. Khác biệt. Khác biệt một tí. Rồng bay phượng múa. Bởi vì những cái cây mà nó lùn chậu chơi chậu rồi sau này cũng sẽ có đến thời điểm đó. Những cái này đang thử. Không, cây này làm đẹp thì không phải buôn bán ở nhà chơi cũng nó cũng có cái. Chơi đẹp chứ. Cũng cạch. Rồi hai anh em bắt tay cười lên cái. Cái bán cây mà cứ như kiểu là nhặt được tiền xong cái này im lắm. Cây thứ 8 nhá. Cây thứ 8. Cây thứ 8. Long thang. Ông chủ cây đây. Đấy. Rất bình dị nhưng mà một vườn cây rất là đại bác. Rồi, đây rồi nào, ngắm cái. Đấy, được chưa? Ôi giời ơi, già thôi rồi. Con này nó già thật sự luôn. Mày téo nhấn mạnh tao cái ngọn. Nhớ như thế đấy. Đây. Quý vị các bạn ơi, cái ngọn ôi chao ơi, nó buồn cười thế nhỉ. Cái quả phúc nó đẹp. Cái quả phúc này thôi nó phải đáng 15 triệu. Đấy, thưa quý vị, vậy là tôi lại tiếp tục sưu tầm cây thứ 8. À, những cái cây mà Hoàng Lịch Thiệp mua thì thường nó có cái gì đó nó hơi hơi bay bay nghệ thuật một chút. Vườn nhà ông em này nhiều thứ quá. Quá nhiều cây chất chỗ đây này. Wow. Chỗ này cây có một cái thân hay quá này. Cái thân 8 tầng đây ạ. 8 tầng đấy. Ôi nó hóa kiểu gì thế này? Con 8 tầng nhưng con này nó là độ khủng rồi. Ôi nó hóa không tưởng tượng được luôn đấy. 8 tầng. Ôi. À đây con cái thớt tầng này đây, đây gì? Ôi cái cổ chính của nó đây nhưng mà dựng lên. Ừ. Ây da, nó hóa không tưởng tượng nổi luôn. Bình thường con này nó mới là mới đặt kinh dị. Con này nếu mà cuối năm nay hoặc là đầu năm sang năm anh xuống đây nữa. Ừ. Lúc nào mà cắt gọi anh nhá. Nó khác hoàn toàn. Anh rồi. Thích cái cây này lắm. Cái dáng nó hay. Để. Con này nó có độ gấu đấy. Ừ, thân pháp nó quá là gấu luôn. Được. Trong vườn này rất nhiều cây hay. Đây lại một cái cây siêu siêu đấy. Cây này cắt ra cũng đẹp đấy nhỉ. Ờ, con này tỉa răm rồi. Nó thành bông rồi. Mà form rồi đúng không? Định hình hết rồi, bây giờ vào bông rồi xong. Ngày trước tính nó dựng con này lên. Ừ. Để làm con trực phải vạch. À. Dựng đưa con này xuống này. À, ép xuống. Rồng đít nó lên. Ờ ờ ờ. Sau đó đưa làm con nguyên vạch nhưng mà nó to quá. Ừ. Chẳng lại thôi. Để nguyên dáng ấy. Ồ đây có cái si hay nhỉ. Con si cổ. Si cổ đẹp tuyệt luôn. Ừ, hay quá. Xì đẹp ấy. Phê nhỉ, con này cao 89 phân nhỉ. Mét đấy nhỉ. À, trong này 1 mét. Nếu mà tính từ đây lên nó thành 1 mét đấy. À. Gang của em là 20. Ừ. Ờ ừ, đúng rồi, mét. Mét 1 đấy, mới nhìn nó vậy đấy. Nhìn nó vậy thì nó to đấy chứ đúng không? Đấy. Con này cũng được. Ừ. Con này cũng dị, nuôi lên được con này dị. Con này của anh ấy này, của anh này. À, của anh hết à? Con này anh.
này như là tán tầng cái này. Con này cũng là con tán, nhưng mà ngày trước cũng là anh xảo này ra để về đây cơ. Nhưng mà khi về đây anh không kéo nó. Nên sau này nó vẫn nguyên. Nó vẫn vậy. Nhà vườn nó Quốc Hưng. Bonsai Nam Định nhỉ. Đấy, PR cho ông em tí nhá. Cảm ơn ông em này để cho đồ chơi. Một cái nguyên liệu để thằng anh Thiệp sẽ làm cho nó đẹp. Yên tâm. Nick của anh là Hoàng Lịch Thiệp. Thiệp Bonsai đúng không? Anh Hoàng Lịch Thiệp. À Hoàng Lịch Thiệp. Kênh YouTube của anh là Nghệ Thuật và Bonsai đấy. Kênh cũng nhiều người biết em lắm. Em cũng vào xem kênh của anh rồi. Đấy. Kênh của anh nhiều người xem mà. Bây giờ thì đang được ưu ái khá là cao. Cốt già nhỉ. Cốt trượt này già thế. Anh nâng cấp lên mà đẹp. Nâng cấp rồi đúng không? Dần dần phải nâng cấp lên. Nếu bây giờ mà cứ cắt hết ra là nhìn đẹp, gần này cũng ác đấy. Cây là dị đấy. Con xanh quê này đẹp. Dáng đẹp nhỉ? Xanh quê này quá đẹp này. Con này dáng đẹp. Con này là chỉ việc đưa về chơi rồi. Đây như con này là chơi là ok luôn này. Bông tay nó mịn hết xong hết rồi. Cũng già lắm chơi rồi. Đúng không? Này tưới vào nó cũng đỏ đấy. Có đều xanh xanh quê thì nó không được sáng ra. Ra nó không được sần sùi như Nam Điền. Nó không hóa nhiều. Thế và thì quê thì nó tiền nào và con này cũng là nét nó đẹp. Sáng mà đẹp. Rồi bọn anh đi nhá. Cảm ơn em nhá. Chúc anh thành nữa tác phẩm đẹp anh nhá. Con đấy là em xử lý cái bệ nó cái đây mấy tháng rồi. À thế à. Giờ nó khỏe rồi gì? Nó khỏe hơn vô cư rồi này. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, anh cảm ơn anh đi đây. Rồi, em chào anh nhá. Chào em.